Nhân dịp đầu xuân năm mới, Ban biên tập Thời báo .de gửi lời chúc sức khỏe và may mắn tới quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin vụ bê bối xe còi hụ ở Hà Tĩnh, liệu Vương Đình Huệ có chạm để lấy điểm hay không? Chuyện bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh dùng xe biển xanh gắn còi đèn ưu tiên, chạy vào sân bay Vinh đón con gái gây bất bình trong công luận. Tới mức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phải lên tiếng chỉ đạo xử lý vụ việc đầy tai tiếng này. Tờ báo Việt Nam Net vào ngày 7 tháng 2 đưa tin, Bí thư Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý vụ xe công dùng đèn ưu tiên đón người nhà lãnh đạo. Bản tin cho biết, trao đổi với báo chí, Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết đã nắm được sự việc kể trên và thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm nghiêm túc sự việc. Bí thư tỉnh chỉ đạo xử lý vụ xe công dùng đèn ưu tiên đón người nhà lãnh đạo. Công luận đã bày tỏ sự bất bình sau khi trên mạng xã hội vào sáng ngày 7 tháng 2 lan truyền một video clip cho thấy hình ảnh một chiếc xe công vụ mang biển số xanh số 38A06688 khi chạy vào sân bay Vinh để đón người đã bật đèn và còi hụ ưu tiên. Chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà đã thừa nhận sử dụng xe công sai mục đích. Nhưng dù bà Hà nhận sai thì bà vẫn tiếp tục hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, đặc biệt với thông tin mà bạn nhà báo Hà Tĩnh đưa, việc ông Vũ Đình Thắng, phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường, đã bị Sở Thanh tra Thông tin Truyền thông Hà Tĩnh phạt 4 triệu đồng chỉ vì gọi điện cho bà Hà để xác minh vụ việc bà này dùng xe công vụ và còi hụ khi đón con ở sân bay Vinh. Đó là lý do vì sao công luận tỏ ra không tin tưởng vào việc Bí thư Hà Tĩnh đã cam kết rằng thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Nhà báo Bạch Hoàn trên trang Facebook cá nhân đã đưa ra bình luận như sau. Nhà báo phải nộp vào ngân sách một số tiền đáng kể với hành vi hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích. Vậy chiếc xe công chạy vào sân bay đón rước con cái chị được cho là của chủ tịch hội kia cũng hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, có đúng không? Vì lẽ đó, phạt nhà báo thì cũng phải xử lý cái vụ xe công vào sân bay đón rước kia chứ nhỉ? Tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt phóng viên Vũ Đình Thắng ở tạp chí Công nghiệp Môi trường. Đại tá Công an Phạm Xuân Cần, giảng viên những khóa đầu tiên của Đại học Công an cho rằng vụ xe biển xanh còi hụ đón con, muốn người ta quên đi còn chưa được thì sở 4T lại đè cổ phóng viên phạt 4 triệu. Ăn chi khùn rứa bay. Còn luật sư Trần Vũ Hải cũng trên trang Facebook cá nhân đã đặt câu hỏi sử dụng xe công vào mục đích cá nhân bị phạt bao nhiêu tiền. Đồng thời, luật sư Hải cũng dẫn câu trả lời theo đó. Theo Điều 8 khoản 2 tiết C Nghị định 63/2019, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Pháp luật cũng không cấm phạt và nộp phạt vào thời điểm những ngày nghỉ, kể cả dịp Tết. Vậy sáng mai 30 Tết, cơ quan chức năng cứ ra quyết định xử phạt và chị Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cứ tự nguyện nộp phạt 20 triệu cho nhân dân cả nước không thắc mắc nữa. Qua tìm hiểu của phóng viên Thời báo.de thì được biết, theo các quy định hiện hành của Việt Nam, xe được gắn còi hụ, đèn ưu tiên gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp. Đối với xe ô tô gắn đèn phát tín hiệu ưu tiên trái phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, bị tịch thu thiết bị, người lái bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Bên cạnh đó, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân hoặc phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, các quy định của nhà nước nêu rõ. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ là ông trùm phe Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay tình trạng sử dụng xe công và việc riêng đã trở thành hiện tượng phổ biến, đã bị dân chúng và ngay cả truyền thông nhà nước không ít lần lên án. Đó chính là biểu hiện của hành vi tham nhũng quyền. Công luận thấy rằng khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường giáo huấn lãnh đạo Việt Nam rằng họ phải là đầy tớ của nhân dân. Nhưng rõ ràng hiện nay lãnh đạo Việt Nam đã trở thành cha mẹ của nhân dân. Mà vụ việc phóng viên Vũ Đình Thắng bị phạt 4 triệu đồng chỉ vì gọi điện cho bà Hà để hỏi về việc sử dụng xe công sai mục đích không chỉ là quyền của phóng viên báo chí mà tối thiểu cũng là việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cỡ như Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, một nhân vật bị đánh giá là đạo đức kém mà còn biết
phải viết thư xin lỗi nhân dân và rút ra bài học sâu sắc vào đầu tháng 1 năm 2019. Bà Hà với một chức danh rất thấp thì còn chờ gì nữa mà ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh không chạm ngay tức thì để xóa đi tiếng xấu lâu nay là vương quốc vô luật pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ bê bối xe còi hụ ở Hà Tĩnh, liệu Vương Đình Huệ có chạm để lấy điểm hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Sát Tết, Tổng Trọng đang ngắc ngoài cũng không được yên. Chuyện chiếc xe ô tô của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bật đèn ưu tiên, bấm còi hụ, chớp đèn khẩn cấp làm nóng mạng xã hội trong những ngày giáp Tết, Nguyên Đán, Giáp Thìn. Trên thực tế, chuyện này đã xảy ra từ ngày 2 tháng 2 nhưng bị thổi bùng lên vào ngày 7 tháng 2. Theo báo Hà Tĩnh, vào ngày 6 tháng 2, một phóng viên của tạp chí Công nghiệp Môi trường, ông T đã bị phạt hành chính tới 4 triệu đồng do đưa tin vừa kể trên. Thông tin về vụ việc trên VTC News. Trang VTC News vào ngày 7 tháng 2 đưa tin xôn xao xe biển xanh bật còi ưu tiên hơi đón người thân ở sân bay. Bản tin cho biết vào sáng ngày 7 tháng 2, mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh về chiếc xe ô tô biển xanh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh mang biển kiểm soát 38A06688 nền xanh chạy vào sân bay Vinh ở Nghệ An đón khách. Đáng chú ý, sau khi vào sân bay, chiếc xe này đã bật đèn ưu tiên và còi hơi để yêu cầu các phương tiện nhường đường. Sự việc khiến nhiều người bức xúc. Thông tin vừa kể trên đã khiến cho mạng xã hội dậy sóng. Nhất là mới đây, có sự việc Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã tùy tiện tha cho một người thợ sau vi phạm nồng độ cồn bất chấp quy định, khiến công luận cho rằng Vương quốc Hà Tĩnh là xứ sở vô luật pháp. Có ý kiến cho rằng chị Hà quá đỉnh, xe đẹp, biển số đẹp nhưng hành vi thì không đẹp chút nào. Ông Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong xã tốt mới đây, đất nước ơi, trên trang cá nhân, đã cảm thán đại ý. Bộ máy công kênh ăn lương dân đóng thuế, xe công lắp còi ưu tiên để đi làm việc riêng, bảo sao đất nước không nghèo. Ai bầu họ đây, họ làm gì cho nhân dân mà ăn lương ngân sách như vậy? Facebook Hồ Nghĩa thì đưa ra nhận xét, mới là chức phụ nữ tỉnh nghèo Hà Tĩnh, một nhâm nhận trợ cấp ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng để cứu đói, mà sử dụng xe công, lắp đèn, còi ưu tiên, đi lại, làm cản. Việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà mới chỉ là hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, một chức vụ quèn mà còn lộng quyền đến như thế, thì những vị trí cao hơn trong tỉnh còn lộng hành đến bao giờ? Bà Hà biện minh về việc chiếc xe công biển số xanh của Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh lắp còi và đèn ưu tiên khác khi cho rằng đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo ra, tuy nhiên khi chưa làm xong thì xảy ra sự việc. Bản thân bà Hà cũng chưa từng yêu cầu cấp dưới lắp còi đèn ưu tiên lên xe của cơ quan mình, là hành vi chạy tội với mục đích đổ tội cho tài xế theo đúng quy trình. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Tuấn Anh rất thân thiện. Giới quan sát thấy rằng việc thổi bùng sự kiện này rõ ràng là một âm mưu chính trị nhằm tấn công vào phe Nghệ Tĩnh, một phe đang thắng thế trong cuộc đua nhân sự để thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng. Trên mạng xã hội, vụ bê bối của bà Hà được ví là học theo gương của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vào năm 2019. Khi đó, ông Trần Tuấn Anh đã bố trí xe của Văn phòng Bộ Công Thương vào sát chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài để mà đón vợ theo tiêu chuẩn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sau đó, ông Trần Tuấn Anh đã phải gửi thư chính thức công khai xin lỗi công luận về việc kể trên. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được cho là chẳng biết sống chết ra sao, đã vắng nhiều tuần qua. Trong bài viết Vì sao Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh ngã ngựa, tác giả Phạm Vũ Hiệp đăng trên trang Tiếng Dân viết lộ như sau. Việc Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, bị mất tất cả các chức vụ về vườn đuổi gà cũng không lấy gì làm lạ. Việc Tuấn Anh ngã ngựa hôm nay đã được dự báo khi mà các đối thủ toan tính, ủ mưu từ rất lâu. Theo đó, rắc rối đối với Trần Tuấn Anh
bắt đầu từ năm 2010 khi ông cặp kè với người đẹp Thủy Hương. Bà Thủy Hương là người đã qua mấy lần đỏ, là tâm điểm, là khởi nguồn của mọi rắc rối trong Tuấn Anh sau này. Bản thân ông là thái tử đảng, lại hào hoa và sống ở Mỹ nhiều năm, có địa vị xã hội, lắm tiền, hoạn lộ phơi phới, đã ly hôn, nên nhiều gái đẹp vây quanh. Chuyện ông chọn một phụ nữ U50 đã có hai con, nhiều thị phi như bà Thủy Hương làm vợ, xem ra cũng rất chịu chơi. Vì vậy ông bị đồn thổi là ăn chơi, gái gú, xài tiền như nước. Bà Thủy Hương cũng được thêu dệt sống vàng son như quý phi. Điều kể trên theo công luận là vi phạm một trong những quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc các lãnh đạo nêu gương. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2018 đã từng yêu cầu lãnh đạo phải nghiêm khắc với bản thân và cương quyết chống việc vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Theo giới quan sát, vụ việc sử dụng xe công đưa đón của bà Hà ở Hà Tĩnh có nhiều điểm tương đồng vụ trước đây ông Trần Tuấn Anh. Điều đó cho thấy hai vụ việc có mối liên hệ với nhau và thực chất là chiêu thức nhất tiễn hạ song điều của các cá nhân và phe nhóm trong nội bộ của Đảng nhằm tấn công phe Nghệ Tĩnh, một bệ đỡ trung thành của ông Tổng Bí thư Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo.de với bản tin sát Tết Tổng Trọng đang ngắc ngoài, bữa trưa được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de